chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi bãi, mình thấy chiếc này đẹp quá, mình chia sẻ tiếp cho cả nhà ha. Chiếc Kubota L3001DT nè. Đó, chiếc này hai cầu ha. Đó, em này đẹp cực, đẹp xuất sắc luôn cả nhà. Chạy hơn ngàn giờ thôi. Đó, em này đã chạy hơn ngàn giờ luôn. Lâu lâu mới gặp được chiếc về nha. Bạn nào có nhu cầu tới bãi liền thì xem máy em nó nè cả nhà, để mình giao dạo cho cả nhà xem cái xe em nó nha. Đó. Quá xuất sắc luôn cả nhà. Vỏ zin em nó mà cái gai nó cao, nó cao nghiệp luôn nha. Bốn trừ 26 cả nhà. Đây. Đó, mầm mình đó là mầm nhìn đẹp nha. Để mình soi cái gai nè. Cái gai nó là cao. Đó, cái dè chân mình nó là cả nhà. Không còn gì bằng nha, em này là không còn gì mà để chê hết, 8 trừ 16 luôn. Zin ken xà beng. Cái cầu trước em nó nè. Cho cả nhà xem tham khảo cái lượng em nói trước nha. Cái lượng em nói trước cả nhà nào chịu khó theo mình nha. Bạn nào có nhu cầu cái dòng này theo mình nha. Theo mình khám phá từ từ nha. Để mình đây mình mở cái nắp capo lên cái. Ba máy luôn nha cả nhà. À, em này 4 máy nha. Nó đẹp lắm. Về đẩu về bị móp cái chỗ này chút xíu. Mốt chút xíu là bên kho người ta dỗ lại nha. Bạn nào thích thì cứ gọi cho mình ha. Cái mình sẽ báo giá cho cả nhà nha cả nhà. Báo giá giúp nha cả nhà. Một ngàn 144 giờ. Tay lái còn đẹp, có hai cái kiến hai bên, hai kiến hai bên này. Yên em nói yên zin nè, có con ốc chút xíu, yên nói yên zin rất đẹp nha cả nhà. Để ra sao mình soi cho cả nhà ha. Cái clip này ngắn ngắn, mình quay ngắn ngắn thôi cả nhà, không có quay nhiều nha. Đẹp xuất sắc nha cả nhà. Em này là khỏi phải chê rồi. Số điện thoại có mình để phần mô tả nha. Để mình trả lại vị trí cũ cái này cả nữa. Em này quá đẹp luôn. Rồi mình sẽ báo giá trong cho cả nhà xem ha, xem tham khảo rồi cả nhà.
trong cái hình thu nhỏ mình cũng có để giá cả nha. Bạn nào thích thì cứ alo cả nhà. Rồi mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều.